là đường chương trình giao nhau với lại bờ kè Du Lộc ở bên quận 3 đây các bạn. Và chúng ta sẽ thưởng thức một cái món ăn đồng quê, món cá lóc nướng tại số 91A Thạch Phù Binh. Đây là quán lẩu dê và cá lóc nướng ở Thạch Phù Binh, phường 9, quận 3. Đây là bếp lửa than hồng, cái bếp barbecue của quán cá lóc nướng. Đây là bà cô chủ các bạn. Cô ơi, mình bán ở đây được bao nhiêu năm rồi cô? Mấy 20 năm rồi. Là hơn gần 20 năm rồi cô. Mình mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? 3 giờ đến 12 giờ. 3 giờ chiều tới đến 12 giờ đêm. Món chính của quán mình là món gì cô? Lẩu dê cá lóc nướng. Lẩu dê và cá lóc nướng. Đây. Một con cá này thì giá bao nhiêu tiền cô? 130.000. Có rau bún đầy đủ á. 130.000 một con cá lóc nướng như thế này, rất là rẻ các bạn, gồm đầy đủ cả rau và bún luôn. Đây các bạn có thể nhìn những con cá rất là ngon, được nướng trên bếp lửa than hồng bởi cô chủ quán và đầu bếp. Đây là cá lóc đồng hay là cá lóc nuôi đi chú à? Cá lóc nuôi thôi chứ không có cá lóc đồng đâu. Đây là những con cá lóc nướng than hồng nhìn rất là vàng, rất là thơm. Những con cá mà bị lửa ăn bị cháy xém phần da hoặc là phần vảy sẽ được đầu bếp dùng gạt đi. Chủ quán đang chuẩn bị một con cá lóc hoàn chỉnh, thật là chín để mà bỏ lên dĩa mang cho khách. Một con cá lóc như thế này có giá 130.000, rất là rẻ nha các bạn. Đây, chúng ta đang tận mắt chứng kiến, tận mắt gần những con cá gốc lóc nướng. Khách vừa gọi của quán cá lóc nướng và lẩu dê 91 của Rạch Phù Binh, quận 3 đây các bạn. Cận cảnh cá lóc đã được chín mang lên trên bàn và bỏ rau và cả đậu phụng và cá mỡ hành. Loại rau đi ăn kèm với lại cá lóc nướng đây các bạn.
dưa leo được sắc mỏng. Đây là chú chát được thái mỏng và ngâm với nước muối. Đây là khế, cải, rau thơm và bún. Đây là chị đầu bếp của quán 91 cá lóc nướng Trần Phụng Bình, đang chiên món cơm chiên hải sản. Bên này chị đang thái mực, tôm và cả thịt và hành tây để cho vào cái món cơm chiên hải sản của quán. Sẽ gồm những cái món này: tôm leo với lại khế, bún, nước chấm. Đây là mắm gì đây anh ha? Mắm nêm anh. Đây là mắm nêm, ớt và hỗn hợp rau xà lách cải nè và rau thơm nữa. Sẽ ăn kèm với lại món cá lóc giá 130.000. Quán từ chiều nên là khách đi làm về sẽ ghé qua đây và làm món cá lóc nướng hoặc là lẩu dê hoặc là những món đi kèm lai ra với bạn bè. Đây, anh khách đang cuốn lá lóc và cả rau và cả bún. Rượu này là rượu quê hương đồng thời quê hương của cá lóc. Một khách đi làm và ghé quán. Còn cái này á, cái này là rượu Pháp nha. Đây là rượu Pháp nướng. Cho anh ấy bảo cáo này. Đang chọn lựa cái rau anh thích. Mang rượu Pháp lên đấy. Cuốn quán rất là đẹp, rất là gọn, rất là tròn. Để cho bạn bè và cả anh em. Bác cuốn bánh cá lóc, bánh cuốn bình tráng. Bác cuốn lại cái anh quảng cáo cái miếng chú chát và cà phê được quán sắc mạnh. Đến phần thịt cá lóc. Đừng mày lên xe nha, đừng cứ rút. Mày không là xe nước cáo dưới. Đúng rồi, nhìn nó mất con. Đây là con bún hay con bún đấy? Con bún này, con bún à? Này, anh ăn theo không? Rất là đều. Rồi, mời em. Làm cái đi anh. Chứng kiến cảnh con cá lóc nướng vàng tươi và thơm được tách thịt ra, khách đang dùng cùng với bạn, khách sẽ một
và bún tươi, hoặc là bỏ thẳng vào chén và chấm với mắm nêm hoặc là mắm ớt nha các bạn. Chủ quán bán khoảng trên 20 con cá lóc nướng to như thế này, và mỗi con sẽ chỉ có giá 130.000 đi kèm với lại rau và cả nước chấm và cả bún tươi nha các bạn. Có thể quấn hoặc là ăn thẳng ở trong chén. Cá lóc nướng được làm vừa sạch ruột rồi đấy chú ha? Để ruột chứ. Để nguyên luôn hả chú? Để nguyên, mình chỉ dồn tiêu hành vô trong thôi. Dồn tiêu hành và thẳng vào trong trong ruột luôn. Và có làm mang không chú ạ? Không, nướng này đâu có làm mang. Dạ, đây là để nguyên luôn hả chú? Để nguyên xì con cá lóc và chỉ có thêm gia vị vào trong bụng cá lóc và nướng thẳng luôn các bạn. Hấp có thể nướng làm mang chứ. Còn đây nướng là đây. Còn cá lóc to thế này sẽ có giá 130.000 ăn kèm với lại rau dưa và bún tươi. Có thể quấn bánh tráng. Quán lẩu dê cá lóc nướng này bán từ 3 giờ chiều tới 22 giờ đêm tới 12 giờ đêm hàng ngày tại số 91 Thạch Phùng Bình, phường 9, quận 3 nha các bạn. Dĩa sườn heo nướng, đây là nướng muối ớt nè, hay sao, hay nướng mòi thôi đúng không? Đây nướng mòi và sẽ có một miếng nước chấm đó các bạn. Đây dĩa xương chiên hải sản lúc nãy đầu bếp chia đây, đầu dĩa thế này có giá là 60.000, rất là to, thơm ngon các bạn. 30.000 con thì dĩa này là bao nhiêu con ế đây cô? 3 con. Đây 3 con là dĩa này 90.000 à. Ăn kèm với lại rau xà lách với lại cái dĩa cái chén nước chấm đây. Đây cô chủ quán đang chế biến món mắm nêm để ăn cùng với cá lóc nướng các bạn. Đây mắm nêm là mắm nêm của tỉnh nào đây cô? Ở ngoài gì đó, Phan Thiết chuyển vô hòa cô. Cô là quê gốc ở đâu cô? Quảng Ngãi. Cô là người Quảng Ngãi.